Mến chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục mình sẽ quay cống bể cửa cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại thì có một chiếc vỏ lãi đang chạy tốc độ khá cao khi mà qua cống nha các bạn. Quá dữ rồi, anh này anh chạy tốc độ kinh khủng thiệt chứ. Lãi ở phía trước nha, này là máy máy âm nha các bạn. Vỏ này mà chạy đi câu thì cũng phê lắm nha các bạn. Đây, tiếp theo là một chiếc cano nha, đang tăng tốc để mà vượt cống đây các bạn. Lúc này thì anh đang đi nước ngược nha. Quá dữ luôn. Đây, tiếp theo thì mình sẽ xem một chiếc ghe sắt nha các bạn. Trời ơi, phải nói là anh chở cũng khá là bạo đó, đang từ từ đi vào cống nha. Thế thì chúc những anh em đi nghề xông nước xà lan cũng như là tất cả các bạn đang xem video của mình thì luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường nha. Đặc biệt là chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Bây giờ thì mình sẽ xem cái pha vượt cống của anh ghe sắt nha các bạn. Quá dữ rồi, không biết là idol nào mà chạy chở dữ vậy chàng. Mình là chỉ thấy được có cái cabin thôi đó các bạn. Cảm giác mà đi trên chiếc ghe như thế này thì nó cũng phê lắm nha. Tại do là mấy anh này anh đi quen hay sao đó, chứ mình mà xuống đây mình đứng một tí thì chắc của mình cũng sợ các bạn. Lúc này thì anh đang chuẩn bị vượt nước xuôi nha các bạn, đang thả xuống nha. Đây là cống bảy cửa thuộc tỉnh Trà Vinh nha. Cống bảy cửa thì cách cống 10 cửa khoảng 7 km nha các bạn. Cống 10 cửa thì cũng là tỉnh Trà Vinh luôn. Wow, một chiếc ghe sắt còn rất là mới, chở cát sang lấp nha. Thường thì mình thấy là mấy anh ghe sắt thì độ cho mình một cái động cơ chạy cũng khá là mạnh nha các bạn. Đây, tiếp theo là một chiếc xà lan nữa nha, vẫn là xà lan khẩm nha các bạn. Đang thả xuống là cái phần mũi nha. Anh này thì anh đi nước xuôi nha. Tiếp theo là một chiếc xà lan khẩm nữa nha các bạn. Là một chiếc xà lan chở cát san lấp nha.
Thank you.